Tuấn vào chưa? Nhắn tin cho Tuấn cho cô đi con. Rồi mình học nhanh hết giờ mất. Các bạn nào nhắn Tuấn cho cô nào. Chúng ta sang Progress Church nha. Rồi, các bạn sang phần bên này đi các bạn. Hôm nay cô hướng dẫn làm bên này. Trên lớp học tới chưa? Trên lớp học tới chưa? Hả? Chưa cô. Rồi, hôm nay cô giải hết cái phần này đi. Rồi, lật ra đi con. Nhắn Tuấn vô đi. Nhắn Tuấn nhé nào. Em nhắn rồi cô. Ừ. Làm gì mà lâu thế. Rồi nó vô rồi. Làm gì mà chậm vậy Tuấn ơi. Chậm vậy con. Ừ. Tuấn sao vào muộn vậy. Lấy sách ra cho cô. Cô hỏi mà không đứa nào nói gì cả. Hừ quá. Rồi ok, quay trở lại bài nào. Tất cả mở cam lên. Open your cam nào. Mở cam lên. Mở cam chưa? Mở cam hết lên. Mở ra cô. Rồi, mới có hai đứa mở thôi. Mấy đứa kia đâu có mở đâu. Rồi, còn ba người nữa đâu. Xong mở ra. Duy, rồi Tuấn. Duy, Tuấn. Bo. Tuấn ơi, con đi đâu rồi? Tuấn, gọi điện cho mẹ nhá. Tuấn đâu rồi con? Trời ơi, để cô nhắn mẹ Tuấn mới được. Sao gọi nó nghe gì hết ta, gọi mẹ nó đã. Mấy bạn chờ cô xíu, cô gọi mẹ bạn Tuấn. Sao con? Ừ, rồi mẹ nhắn cho cô này đã. Chị ơi, Tuấn sao không thấy vào học? Chết nha. Tôi nhắn đây nè. Gọi bắn thấy đâu hết trơn. Rồi, Tuấn chuẩn bị tiêu rồi. Rồi, câu số 1 là các con. Câu số 1 chúng ta xài go hay là get. Các bạn đọc câu này lên rất là dễ các bạn. Nào Bo, câu này dành cho Bo. Bây giờ có từ up đây thì xài từ gì Bo nhỉ? Thì thúc cô là xài get. Đúng rồi, get up là thức dậy. Tôi thức dậy lúc 8 giờ. Câu số 2 cô mời bạn Duy. We usually have hay là do lunch. Ăn buổi trưa thì chúng ta xài từ gì? Ăn trưa. Ăn trưa. Have, ok. Câu tiếp theo cô mời bạn Ngọc đi. Tom, bài tập về nhà, homework là bài tập về nhà vào buổi chiều. The, đúng rồi, very good. Câu số 4, cô mời bạn Công. Về nhà, đi về nhà sau giờ học. Chúng tôi đi về nhà sau giờ học. Đi về nhà là gì? Thôi câu này mời bạn bạn nào chưa được, bạn Lộc đi. Câu dưới. Lộc, nhanh lên. Work. Work là đi bộ về nhà, ok. Rồi, chúng tôi đi bộ về nhà sau giờ học. Cô mời bạn Công, câu số 5. Cô ấy help là giúp đỡ, watch it là xem TV nha, là xem. Bây giờ charity là quỹ từ thiện cho trẻ em. Rồi xài cái gì đây? Hả? Công. Công đâu? Xài cái gì con? Help. Ok. Rồi. Help cô. Xuống bài dưới con, điền từ text, từ play, từ go, từ watch, từ brush vào chỗ trống cho cô. Cô cho 5 phút để làm nha. Text. Bây giờ chúng ta có từ text là 1, từ play là chơi là 2, từ go đi này, từ xem TV này và từ đánh răng này. Rồi điền vô đây. Nhanh ngay lập tức nha. Cái này các bạn phải cố gắng làm vì nó quá dễ đi. Điền nhanh đi. Nó bút chì làm thẳng vào sách luôn. Được chưa?
Em xin rồi cô. Rồi, tiếp theo. Xong rồi cô, em câu 1 và câu 2 nha cô. Rồi, câu 1 với Bo nào. Câu 1 là in the evening I play in video game. À, play thôi cũng có in. I play video game. Câu số 2 Bo. Thì tôi cô là đi watch TV in the afternoon. À, in the afternoon. Rồi cô mời bạn Duy câu số 3. Câu 3 của em cô. Câu 3 nào. I always take a shower in the morning. À, take a shower in the morning. Tôi luôn luôn tắm vòi hoa sen vào buổi sáng. Câu số 4. Đâu em? Lọc. Đâu em cô? Con câu 4 dễ không? À, câu 4 là công. Quy. Câu 4 dễ không cô? Quy gì? Công. Cô à. Cô à. Là gì? Quý. Quý gì nhỉ? Đánh răng. Đánh răng là gì? Trời ơi bạn Công. Đánh răng là gì? Mở cam lên, đánh răng là gì? Brush your teeth. Brush our teeth. Brush nghe chưa? Viết từ brush vào. Brush. Câu 5 cho cô. Rồi, câu 5 Tuấn. Tuấn câu số 5. Tuấn câu số 5 nào. Go. Rồi, go. Nãy giờ cô hỏi sao đi đoạn nào không trả lời cô. Hả? Nãy đi lấy sách vở cô. Rồi, xuống bài dưới tôi có amusement. Amusement là cái gì? Amusement là gì biết không? Hả? Giải trí. Rồi, hanging. Chúng ta có từ hanging out á. À, hang out. Hanging out là tụ tập bạn bè à? Tụ tập bạn bè à? Nhá. Puzzle là giải là câu đố, bo là cái bảng, shopping là mua sắm. Bây giờ điền những cái từ này vô chỗ này cho cô. Đấy, điền những cái từ này cho vô đây. Rồi, điền đi, 5 câu. Nhanh lên. Cô cho vài phút để làm. Cô ơi. Cô ơi. Cô ơi. Cô. Rồi. Em hỏi cô. Hỏi gì? Cô là gì cô? Hả? Cái gì? Cô là gì? Hả? Bo là gì cô? Bo là cái bảng. Boarding game. Bo game à. Là trò chơi bàn cờ. Cái bàn đó, cái bảng, cái bàn. Cái đó liên quan đến trò chơi bàn cờ. Những cái môn mà trò con trò chơi bàn cờ như là trò cờ vua, cờ cá ngựa, cờ tỷ phú à, cờ cá ngựa, cờ tỷ phú. Rồi, câu số 1. An thích chơi. An thích chơi cái gì? À, gì? Cô là puzzle. Puzzle game à? Phải puzzle game không? Cô Jigsaw puzzle chứ. Các bạn để làm được bài này, các bạn lật sách ra. Lật sách ra cho cô. Trang nào? Trang 42 nhanh. Lật sách ra trang 42 cho cô nào. 42. Lật sách quay trở lại trang 42. Lật sách quay trở lại trang 42 cho tôi. Thấy không? Thấy chưa? Rồi đọc cho cô.
Rồi, listen to music, đọc cho cô. Nghe nhạc này. Do puzzle online. Do puzzle online là giải câu đố trực tuyến. Chat online là chat chít trực tuyến ấy. Hangs out with friends là đi tụ tập bạn bè. Play board game, chơi trò chơi bàn cờ. Do jigsaw puzzle là ghép hình, nghe chưa? Do jigsaw puzzle là ghép hình nè. Go to the theater, rồi go bowling, watch a film, go skateboarding, go to the mall, go to the amusement park. Thấy chưa? Thấy rồi thì quay trở lại làm bài này. Nhìn. Lâu dữ. Rồi. Kéo mãi không được, bực mình. Rồi. Vậy này, chỗ này đến gì? Ball. Ball game, playing ball game. Ball game, board. Rồi câu số 2, jigsaw gì? Puzzle, đúng rồi, jigsaw puzzle. Nha, jigsaw puzzle. Câu số 3. Kay thích hanging, có từ out rồi thì chắc chắn là hanging rồi. Kay thích tụ tập bạn bè vào ngày cuối tuần. Câu số 4, tôi không thích đi đâu? Shopping, không thích đi mua sắm. Ở trung tâm nha, ở trung tâm mua sắm. Rồi câu số 5, họ thích going to the amusement, đi công viên giải trí. Công viên giải trí thường sẽ có tàu lượn siêu tốc các kiểu đó. Nha. Rồi, số bài dưới là bài chia động từ ở trong ngoặc cho cô. Đây là thì hiện tại đơn, các bạn còn nhớ thì hiện tại đơn không? Chủ ngữ số nhiều. Chủ ngữ số nhiều thì động từ giữ nguyên, có thể còn gọi là động từ nguyên mẫu, giữ nguyên nó. Rồi còn chủ ngữ số ít thì sao? Động em từ nguyên mẫu. Chủ ngữ số ít thì cộng với động từ thêm sờ hoặc sờ. Các bạn làm đi, tôi cho 2 phút bắt đầu vì nó quá dễ đi. Làm đi. Công làm đúng không con? Con phân tích chủ ngữ số nhiều, chủ ngữ số ít cho cô rồi làm thôi. Như thế nào là chủ ngữ số nhiều? Chủ ngữ số nhiều thì bao gồm có các đại từ nhân xưng như là they, we, you, I và danh từ số nhiều. Chủ ngữ số ít này bao gồm she, he, it và những danh từ số ít. Rồi, viết đi. Danh từ số nhiều thì động từ giữ nguyên. Danh từ số ít thì động từ thêm s, es vào. Rất là dễ. Làm nhanh đi. Chờ con đi sạc cái điện thoại nhé. Chả hết pin. Cô chạy vô chạy ra liền á. Làm đi. Rồi. Câu số 1, cô mời bạn Công. Câu số 1 thêm gì?
Công đâu? Where are you, Công? Thằng Công rơi vũ hộp rồi cô. Tại sao vậy? Why? Why? Im cô. Rồi, G, câu số 1. Phân tích này, C là chủ ngữ số ít, cho nên động từ của chúng ta phải thêm sờ vào works. Các con phải trả lời như vậy cho cô. Rõng rạc nào. Câu số 2, cô mời bạn. Câu 2 đưa Bo. Em hả? Bo. Vậy thưa cô là từ book có từ sơn nên bằng chữ nguyên. Ủa? Cái gì vậy? Book liên quan gì? Con nhòm chủ ngữ đằng trước mà. Liên quan gì đây đâu? Chủ ngữ nè, chủ ngữ đằng trước nha. Vậy by sờ. He là chủ ngữ số nhiều, by thêm. Thêm sờ. Quân he là chủ ngữ số ít, by thêm sờ. Câu số 3, cô mời bạn Ngọc. Dạ, he là chủ ngữ số ít, that thêm sờ. Sờ hả hay sờ? SH nè. SH cô. Đọc là gì? What's it? Chị. Nhớ đấy, what's it đấy. Bởi vì SH mà. Rồi, câu số 4 này, cô mời bạn Duy phân tích này. Dạ, cô là chủ ngữ số thêm sờ. Chat sờ. Câu số 5, cô mời bạn Lộc này. Duy là chủ ngữ số ít. Thì Tuấn sẽ làm. Duy là chủ ngữ số ít. Từ đây thêm sờ. Như thế này á hả? Này á hả? Tuấn sửa lại ngay. Sai rồi cô, thêm y sờ. Lộc đọc lại. Y dài biến thành y ngắn thêm e sờ. Nhớ mình đọc như vậy nghe chưa? Rồi sang trang B, sang bài bên. Bây giờ chọn cái từ đúng cho cô. Câu số 1, cô mời bạn Tuấn làm sai với tay tôi. Đơ Anna, cô có từ liver nguyên mẫu và từ liver có sờ. Anna sống ở Madrid phải không? Không phải. Liver nguyên mẫu cô. Tại sao nguyên mẫu? Tại vì nó mượn trợ động từ rồi cô. Đúng rồi, tại vì đã có trợ động từ thì các bạn phải xài động từ nguyên mẫu. Có biết cái này không nhỉ? Có biết không? Ừ. Mấy anh chị gà mờ kia có biết cái này không? Đã có đơ đằng trước rồi thì liver phải nguyên mẫu, không bao giờ có sờ nữa. Rồi Anna sống ở Madrid phải không? Đơ Anna liver in Madrid. Rồi câu trả lời cô mời bạn Ngọc. Nâu gì? No yeah, gì? Rồi, no she doesn't. Ok, no she doesn't. Cô mời câu số 2, cô mời bạn Ngọc nào. Bạn Công vào chưa? Công vào lại chưa? Hả? Ồ. Để coi Công nó vào lại chưa nè. Đâu rồi? Nó đi đằng nào rồi? Học hành thì bê tha rồi mà cứ nghỉ miết ra và vào vậy học sao tốt được? Ảnh hưởng tên tuổi của tôi nữa. Rồi, câu số 2 này. Paul và tôi không có chơi tennis. Ở đây là phải có not rồi. Không chơi tennis. Rồi, vậy thì chúng ta xài don't hay xài doesn't các bạn? Phân tích cho cô xài cái gì? Chủ ngữ ở đây là Paul và tôi là chủ ngữ số nhiều. Paul và tôi là chủ ngữ số nhiều. Cho nên bắt buộc các bạn phải xài. Xài gì nhỉ? Xài don't. Chứ không có thể xài doesn't được. Câu số 3, cô mời bạn Duy nào. Giờ do you hay là do you? Mình xài cái nào? Bạn đi bộ tới trường phải không? Do you hay là do you? Chủ ngữ số nhiều. Do you, đúng rồi, do you. Go to school. Z gì Duy? Z gì? Hả? Z I do. Z I do, đứa nào Z I do thì nghỉ học đi, bán vé số đi. Khỏi học làm gì cho tốn tiền của bố mẹ, nghe chưa? Câu số 4, cô mời bạn Bo. Mẹ của tôi dọn nhà mỗi ngày. Bây giờ mẹ của tôi là chủ ngữ số ít thì con sẽ xài động từ nào? Tidy hay là tidy đây? Tidy có sờ. Đúng rồi, tidy có sờ nhá. Câu số 5, cô mời bạn Duy nào. Cô ấy không có đi làm vào các ngày thứ bảy. Cô ấy là chủ ngữ số ít thì con xài don't nào? Don't hay doesn't? Don't. Cô ấy là chủ ngữ số ít. Cô ấy là chủ ngữ số ít thì chúng ta bắt buộc phải xài nơ dần, nghe chưa? Bạn nào chọn bậy, bạn đi bán vé số đi. Câu số 6 này. Anh ấy sống ở Hà Nội. Đây là câu khẳng định của thì hiện tại đơn. Bình thường quá, bình thường như cân đường hộp sữa luôn. He là chủ ngữ số ít thì liver của chúng ta phải làm sao? Thêm sờ. Đúng rồi, đúng không Duy? Đúng không Bo? Đúng không Công? Đúng không? Công nó đang bị hỏng kiến thức lắm đấy nha.
lo mà học đi. Nó vào chưa? Rồi cô. Rồi, lo ra ngoài làm gì, thoát đi đâu không biết nữa. Người ta học có mùi không sao, mình ngày nào cũng bị mất mạng là sao. Rồi, sang câu số 1. Bài này là bài gì? Bài này là bài chúng ta sắp xếp theo đúng trật tự của nó. Bây giờ các bạn suy nghĩ viết vào cho cô, viết nháp cũng được. Rồi sau đó cô sửa bài, nhanh lên. Suy nghĩ đi. Cô cho mấy phút để suy nghĩ, 5 câu thì 5 phút, 1 câu 1 phút, nhanh lên. 5 phút là quá nhiều. Nhanh đi, viết là nháp đi. Câu số 1 cô gợi ý này. Chúng tôi đi bộ tới trường mỗi ngày nhá. Chúng tôi là chủ ngữ trong câu. Chúng tôi đi bộ tới trường mỗi ngày. Vậy là we, sau đó tới đi bộ, xong rồi tới trường, mỗi ngày đứng sau cùng. Đấy. We walk to. Vậy cho em là câu 1 nha cô. Ừ. Nhưng có phải làm cả mấy câu kia, chứ không phải làm một câu xong vứt đấy. Làm đi. Đúng rồi cô. Ôi dồi ôi, nhanh thế, chờ xíu mấy bạn kia suy nghĩ đó con. Dễ quá cô. Ai mà chẳng biết. Câu số 1, we đầu câu. We walk to every day. We walk to school every day, câu này dễ nhất luôn. Chúng tôi đi bộ tới trường mỗi ngày nhá. Câu số 2 cô cho bo này. Thì thức cô là Tom không bao giờ trễ học đó. Tom never late. Tom E đã. Tom E never late for school. Tom không bao giờ trễ học, nghe chưa? Câu số 3 cô mời bạn Ngọc. Chúng tôi luôn luôn ăn tối vào lúc 8 giờ. We always have a dinner at 8 o'clock. Rồi ok, viết vô đi. Viết vô. Rồi cô, bạn Công có làm được câu 4 không bạn Công? Họ xem TV vào buổi tối cũng dễ mà. Bạn Công làm câu số 4 và câu số 5 cho bạn Ngọc nha. Bạn Tuấn thì chắc làm được hết. Cô ạ. Ừ, Công làm đi. Đây. Đây in evening. Đây, từ không được. Evening đằng sau. Đây xem TV. Cái từ xem TV là từ gì? Đây what gì? Đây what? TV. Đây what TV? In the evening. Evening TV xài rồi mà xài gì nữa? Đây what TV in the evening. Nha. Đây what TV in the evening. Đây what TV in the evening. Bạn Ngọc câu số 5 nào. Dạ. Chúng tôi có môn âm nhạc vào các ngày thứ hai. Rồi. We on Monday. Đọc lại cho cô nghe. We have music on Monday. Lesson on Monday. Rồi ok, các bạn viết bài vô đi. Viết bài vô rồi sang bài mới. Viết bài vô. Rồi cô. Mấy bạn kia viết xong hết chưa? Em đâu có viết đâu cô. Sao vậy? Xong rồi cô. Ừ. Rồi. Em làm nãy giờ xong rồi mà cô. Ừ, làm đúng không? Được bao nhiêu câu? Rồi bây giờ cô có từ sure là chắc chắn rồi. Cô có từ why là tại sao. Cô có từ let's meet at 1 o'clock. Chúng ta hay gặp nhau lúc 1 giờ. Rồi có câu là are you free on Saturday. Bạn có rảnh vào ngày thứ bảy không? 3 giờ thì sao? Rồi chúng ta điền vô nhá. Chào Justin. Các bạn suy nghĩ làm đi. Xin chào Justin. Gì nữa? Các bạn tự điền đi nha, 5 phút bắt đầu. Mình phải tự làm. Nãy giờ ngủ hả? Rồi, câu số 1 điền gì? Chào Justin. Em đợi đọc cô, rồi, em đọc đi. Are you free on Saturday? Chào Justin, bạn rảnh vào ngày thứ bảy không? Sao nó bảo là có? Sao thế? Why? Rồi. Bạn có thể đến nhà tôi không? Can you come to my house? Nó bảo sao? Đúng rồi. Sure.
À, sure. Mấy giờ ha? Chắc chắn rồi. Mấy giờ? Nó bảo sao? Let me. Let's meet at 1 o'clock. O'clock. Rồi, nó bảo là xin lỗi, mình không thể đi lúc 1 giờ được. Mình phải học bài piano, học đàn piano. Xong nó hỏi sao? How about 3 o'clock then? 3 o'clock if I see you there. Rồi, xuống bài dưới, sang trang bên. Rồi, cô dịch bài này cho các bạn nghe này. Rồi các bạn làm bài bên dưới cho tôi nha. Rồi, nghe. Trường học ở Việt Nam hay là cuộc sống học hành ở Việt Nam. Trường học hay là năm học, school year là năm học các bạn. Năm học ở Việt Nam á thì bắt đầu vào tháng mấy? Tháng mấy đây? September tháng mấy? Ừ. Tháng mấy? Tháng mấy? September tháng mấy không biết đấy. Tháng 9 và kết thúc vào tháng mấy? Mày kết thúc vào tháng 5. Tháng 5. Giờ này chưa biết tháng. Hầu hết trường học ở Việt Nam thì đòi phải yêu cầu phải mặc đồng phục uniform. Ghi vô uniform ghi bên cạnh mà đồng phục. Phải mặc đồng phục. À, trường tiểu học primary school kéo tới mấy năm? 5 year là kéo tới mấy năm? Kéo dài mấy năm? Last four là kéo dài. Tiểu học thì kéo dài mấy năm? Mấy đứa học tiểu học mấy năm? 1 năm. Ủa, học tiểu học, tiểu học có mấy lớp, mấy khối? 5 khối, bởi vì mất 5 năm để học tiểu học. À, từ lớp 1 cho tới lớp 5. Và học sinh thì hoàn thành cái cấp độ tiểu học là ở lứa tuổi bao nhiêu? 11 là mười mấy? 11 tuổi là học xong tiểu học. Và khi mà kết thúc trường tiểu học thì học sinh phải đi học ở trường nào? Secondary school. Trường trung học cơ sở, nghe chưa? Trường trung học cơ sở. Cái gì đấy trời? Gì vậy? Trường trung học cơ sở. À, và trường trung học cơ sở kéo dài mấy năm? Mấy năm đây? 4 năm. 4 năm, từ lớp mấy cho tới lớp mấy? Lớp 6, The 6 to the 9th grade. Và học sinh sẽ hoàn thành nó ở lứa tuổi bao nhiêu? À, lứa tuổi 12. Ha? Hay là 15. Trời quỷ thần, 15 tuổi. Nghe chưa? Và sau khi hoàn thành trung học cơ sở, 4 năm học trung học cơ sở thì nó sẽ đi học trường nào? Mai mốt mấy đứa học xong lớp 9 thì mấy đứa học trường nào? Trường học. Sau đó sẽ lên trung học phổ thông, high school. Mấy năm? Đi học trung học mấy năm? Mấy năm đấy, 3 năm. À, từ lứa tuổi mười mấy tới mười mấy? 16. 16 cho tới 18. Học đấy có người yêu được rồi. À, sau khi học trung học cơ sở, trung học phổ thông thì học sinh đâu? Học sinh có thể chọn là đi học nghề. Đại học. Đi học nghề. À, ở các trường nghề hoặc là học cao đẳng hoặc đại học. Rồi, cái này là trường dạy nghề, ghi vào này. Trường dạy nghề, ghi vào. Trường nghề. Đây là cao đẳng này. Nhá. Còn từ university là đại học này. Mấy đứa sẽ học nghề, học cao đẳng hay học đại học đây? Ừ, mấy đứa có kế hoạch chưa? Hay là đi lấy chồng lấy vợ? Học cấp 3 xong đi lấy chồng lấy vợ. Rồi, xong chưa? Ghi xong chưa? Xuống bài dưới này. Để trả lời các câu hỏi này. The school year in Vietnam. Bắt đầu, start là bắt đầu. Start, bắt đầu. Vậy thì chỗ này chúng ta ghi cái gì? Năm học ở Việt Nam bắt đầu nhấn tháng 9 và kết thúc vào tháng 5. Rồi ai viết được nó bắt đầu khi nào và kết thúc khi nào? Cái chỗ này chúng ta đang thiếu cái đấy. À, các bạn ghi vô. In Việt Nam start September. À, in ghi in vào September. September and vào tháng mới in May chép vô.
trường học ở Việt Nam hay năm học ở Việt Nam bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 5. Đấy, viết vô. Viết vô đi. Xong chưa? Rồi cô. Rồi, số 7, số 2 các bạn suy nghĩ xem mình cần phải điền cái gì nhỉ? Trường tiểu học, primary school là trường tiểu học, class là kéo dài. Kéo dài. Nhăn mấy năm? Nó nằm ở đây nè các bạn. Đây nè. Nè. Đây, câu này đây. Primary school last for 5 years between first and the fifth grade. Rồi ghi câu đó nào. 5 năm à, for 5. Bạn Công có biết làm không? Hả? Công có biết làm không? Nó đâu rồi? Im ghê rồi trời. Kì ta. Chép y nguyên trên kia là được nha. Từ lớp 1 cho tới lớp 5. Từ khối 1 tới khối 5. Đó là trường tiểu học nha. Sau khi làm xong câu số 2, lướt xuống câu số 3 nhìn xem nó hỏi cái gì cho cô. Buồn ngủ quá. Công cái gì mà ê với ai này. Hư mic hả? Sao mà học hành như khổ sở với Công? Chép bài vô. Xong chưa? Rồi, suy nghĩ câu số 3 đi. Một đứa trẻ người Việt Nam mà 7 tuổi thì nó sẽ học trường nào? Ghi vào cho hợp lý. 7 tuổi thì học trường nào? Trường tiểu học cô. À, trường tiểu học hả? Thì ghi vào. Trường tiểu học là gì Lộc? Hả? Trường tiểu học là... Trường tiểu học là gì? Đờ gì? Đờ... Lên đây. Lên đây, trường tiểu học gì? Trường tiểu học hơi khỏi đờ đi. Ngâu chú. Prai. Prai gì? Mary. Primary school. Viết vô. Primary school. Primary school. Một đứa trẻ 7 tuổi sẽ đi học trường tiểu học. Ok. Viết vào. Keep it going. Rồi tiếp theo, secondary school. Trường trung học phổ thông, à trung học cơ sở kéo dài mấy năm? 4 năm. Kéo dài sao đây? Last for last for 4 year. Last for 4 year. Last for 4 year. Từ khối mấy cho tới khối mấy? Từ khối 6 đến khối 9. Đi vô. Sang câu số 5 nha. Rồi cô. Rồi sang câu số 5. High school là trường trung học phổ thông. À, trường trung học phổ thông dành cho học sinh lứa tuổi nào? Lứa tuổi nào? Trung học phổ thông 16. 16 cho tới 18. Đúng không? Dạ. À, vậy chúng ta viết sao con? Ất đi ấy. Ấy. À. Ấy. Ất đi ấy up. 16 to in 16. 16. Xích tin gì nữa? Chú. Chưa. À, chú 18. Chú 18. Vậy thôi, xong. Nghe chưa? Rồi, sau khi xong câu số 5, các bạn sang câu số 6 cho cô. Học sinh có thể chọn học nghề hoặc sau khi họ hoàn thành cái gì? Sau khi họ hoàn thành cái chương trình gì? Lớp mấy? Trung học phổ thông. À, trung học phổ thông. Vậy thì các bạn sẽ viết là đây là high school. High school là trường trung học phổ thông. Secondary school là trung học cơ sở. Primary school là trường tiểu học. Các bạn sẽ học là mẫu giáo xong rồi sẽ lên tiểu học, sẽ lên cấp 2, cấp 3. Cấp 2 gọi là trường trung học cơ sở. Cấp 3 gọi là trung học phổ thông. Các bạn phải biết gọi nha. Xong rồi thì chúng ta sẽ xuống coi phần listening. Cô sẽ tìm cái bài listening cho các con. Chờ xíu.
Xong rồi cô. Rồi, check 2. Bình 4 nè. Buồn ngủ ghê gớm như trời. Suốt ngày buồn ngủ. Rồi. Ai? Lát nữa. Đi nè. Từ từ mới đang dậy học. Bà chính nghe hả cô? Ờ, sang bài xuống nghe, bài nghe. Đắm đi đây lên. Hay chú đắm được. Ngon mẹ. Làm bài tiếp đi cô. Đang tìm cái bài nghe đó. Chờ xíu cô phải tìm ra. Nằm đâu ta? Tìm được khó khăn ghê nhỉ. Tìm chưa ra. Con lưu đâu giờ tìm oải luôn. Các bạn đọc xem nó yêu cầu cái gì đi. Rồi CD 2. Check bao nhiêu? Check 14 này. CD 2 check 14. Đây rồi, tôi tìm thấy rồi. Rồi, thấy rồi. Chia sẻ màn hình cái nè. Cái gì lại cô? Thì chia sẻ sang cửa sổ khác mới nghe, mới nhìn thấy được. Mới nghe được. Mới nghe được ha. Mạng yếu xìu à? Con im để mẹ dạy học, mệt quá. Mẹ im, em hãy ghét em nhỉ. Mấy anh chị cười rồi bây giờ. Mẹ im, em hãy ghét em. Rồi, thấy chưa? Cái bài này con nghe. Nghe thấy không? Tôi mở to này. Cô âm tiếng to lên cô. Đó. I live in Alaska, so my day is a bit different to most children's. I live in Alaska. Tôi sống ở Alaska vì thế cái ngày của tôi nó rất là khác với những đứa trẻ khác. Bây giờ các bạn nghe. Các bạn biết Alaska nó ở đâu không? Là Bắc Mỹ, nó rất là lạnh, nó ở Bắc rồi, của trái đất rồi, nó lạnh lắm. Ở đó nó khác biệt ha, nó khác biệt với mình lắm. Giờ các bạn nghe nhé và điền vô chỗ còn trống. Ví dụ get up là lúc mấy giờ, nó thức dậy lúc mấy giờ, các bạn nghe giờ điền vô. 6:30 là rời nhà này, à, mấy giờ thì tới trường này, rồi mấy giờ thì học xong này, rồi 7:30 thì làm gì này, rồi mấy giờ thì đi ngủ này. Đó là những cái mà các bạn cần phải điền cho cô đấy. Rồi nghe nhá. Nghe có rõ không Duy? Rồi. Rõ. My day is a bit different to most children's. First of all, I get up at 5:30 in the morning. Mấy? And leave my house. 5:30. I get up at 5:30 in the morning. I get up at 5:30 in the morning. Now, write the time that she gets up. In the morning. Understand? Understand. Your answer is what time does she get up? Tuấn. What time does she get up? 6:30. Rồi. 6 giờ. Nghe lại, sai rồi, nghe lại này. First of all, I get up at 5:30 in the morning. Đấy. 5:30. Rồi, các bạn nghe lại này. My day is a bit different to most children's. First of all, I get up at 5:30 in the morning. I get up at 5:30 in the morning. Tôi thức dậy vào lúc 5:30. 5:30 tức là 5:30 đấy.
Rồi các bạn ghi vô đây. Cái gì? Năm này. Sao mà cô? Chiều dài là 5, chiều rộng là 4. Chiều này là 5, chiều rộng là 4. Lên vẽ lên đây, 4 thôi. À, nếu mà con vẽ chiều này 5 thì chiều này là 4, nghe chưa? Đọc cái đề là biết gì. Rồi, nghe tiếp nào. House at 6:30. Go! Im để mấy anh chị nghe. Mẹ nói có không nghe rồi đập á. Rồi các bạn nghe lại nè. Nghe tiếp. 5:30 in the morning and leave my house at 6:30. That's because it takes 2 hours to get to school. And I don't go on the bus. There's a boat that comes along the river and picks up the students one by one. In the middle of winter, we don't have any school at all. That's because the water in the river turns into ice. Also, at that time of year, it's dark 24 hours a day. Anyway, I usually get to school at 8:30, and we leave again at 3:30 in the afternoon. When I get home, I do some work for my parents, and then we all have dinner at about 7:30. It's a tiring day, so I just chat online after that for an hour or so, and I'm in bed at 10 p.m. Rồi, nghe hiểu gì không? Nghe hiểu gì không? Hay là hiểu chết liền? Nghe lại. Chắc là nghe hiểu chết liền. Rồi, nghe lại và viết đáp án cho cô. I live in Alaska, so my day is a bit different to most children's. First of all, I get up at 5:30 in the morning and leave my house at 6:30. I That's leave my house at 6:30. Tôi rời khỏi nhà lúc 6:30 rồi nghe nè. Tới trường lúc mấy giờ này? Because it takes 2 hours to get to school, and I don't go on the bus. There's a 2 hours, 2 tiếng đồng hồ, 2 hours, nhá. It takes 2 hours. To go to school, mất 2 tiếng đồng hồ tới trường. 6:30 đi á, thì mấy giờ tới nơi? Mất 2 tiếng đồng hồ thì mấy giờ mới tới nơi? 8:30. Ghi vào 8:30 ha. The boat that comes along the river and picks up the students one by one. In the middle of... Bọn này nó không phải đi xe buýt tới trường mà đi thuyền tới trường. Nó đi thuyền tới trường vì Alaska là những hòn đảo. Đi thuyền tới trường nghe chưa? Đi thuyền, có thuyền, đón từng đứa một lên thuyền. Winter, we don't have any school at all. Vào mùa đông thì không có bài, không có đi học, nghỉ đông. Bọn nó có kỳ nghỉ đông nha, giống như mình nghỉ hè thì nó nghỉ đông. That's because the water in the river turns into ice. Bởi vì vào mùa đông á, là tất cả nước ở trên sông nó biến thành băng hết. Also, at that time of year, it's dark 24 hours a day. Rồi, nghe tiếp. Anyway, I usually get to school at 8:30 and we leave again at 3:30 in the afternoon. When I get home, I do some work for my parents and then we all have dinner at about 7:30. It's a tiring day, so I just chat online after that for an hour or so and I'm in bed at 10 p.m. Rồi. Nghe thêm 3 câu cho cô này, câu số 3, 4, 5 này. Câu 5 thì quá dễ rồi. Còn câu 3, câu 4 các bạn chưa nghe được đúng không? Rồi nghe nha. It's a tiring day. I usually get to school at 8:30 and rồi, we leave again at I usually get to school at 8:30. Tôi luôn luôn tới trường vào lúc 8:30 đấy. 8:30. Rồi, và về nhà lúc mấy giờ nghe này? Trường học xong lúc mấy giờ này? 3:30 in the afternoon. Three thirty. Con nghe không? 3:30 in the afternoon. Vậy ghi 3:30 vào. Cái câu số 3 là 3:30. Ghi 3:30 vào. Câu số 2 là ghi 8:30. Câu số 3 là 3:30. Nhớ chưa? Rồi xem câu số 4 nhá. 7:30 làm cái gì này? Home, I do some work for my parents and then we all have dinner at about 7:30. It's a tiring day. 7:30. So I have dinner, ăn tối các bạn ghi vào, ăn tối have dinner. Nè tôi cho nghe lại nè. Then we all have dinner at about 7:30. It's a have dinner, okay? Have dinner. Rồi, xong chưa? Sắp xếp bài tập nha. Chưa, nốt cái bài này đã con. Bài này là viết một cái email, một cái lá thư
gửi tới người bạn nước Anh của bạn là Stan, nói về cái mà bạn làm vào ngày Chủ nhật, 50-60 từ. Viết nào, Stan thân mến, bạn khỏe không? Vào Chủ nhật tôi luôn luôn thức dậy vào lúc mấy giờ? Chủ nhật thức dậy lúc mấy giờ? Bạn nào ghi 7 giờ thì 7 giờ, 5 giờ 30 thì ghi 5 giờ 30, tùy các bạn, hay là 6 giờ 30. Nha, tùy các bạn. Vào buổi sáng thì tôi làm gì? Tôi tập thể dục buổi sáng. Chủ nhật mà. Do morning exercise. Bịa luôn. Sáng. Rồi, à, buổi trưa tôi chơi bóng đá, play football. Nhà chủ nhật ăn chơi thỏa thích đi. Và buổi tối tôi làm gì? Buổi tối tôi watch TV, chả cần học bài gì cả, sướng quá. And do homework. And do homework. Có đứa hoặc là đứa nào play computer game. Rồi, còn bạn thì sao? Viết tôi sớm nhé. Ký tên Tuấn. À, bạn Tuấn viết thì bạn Tuấn ký tên là Tuấn. Nhớ. Còn bạn Lộc thì viết thì ghi là Lóc. Bạn Ngọc viết thì viết là Ngóc. Bạn Duy thì là Duy luôn. Bạn gì? Bạn Công thì viết là Công. Xong chưa? Xong rồi, lấy sách bài tập nha. Rồi, chờ cô xíu, cô lấy sách bài tập đây nè. Được rồi. Nhiều sách quá. Rồi các bạn lấy sách ra làm bài trước nào. Trang bao nhiêu cô?